Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối máy chủ máy con trên phần mềm kế toán Smart Pro. Thì để kết nối máy chủ máy con trên phần mềm kế toán Smart Pro thì giữa máy chủ với máy con thì các bạn lưu ý là chúng ta phải có mạng nội bộ với nhau. Và thường thì khi mà chúng ta sử dụng chung một mạng internet hoặc là một wifi thì chúng ta sẽ có mạng nội bộ với nhau. Sau đó chúng ta sẽ qua bên máy chủ. Ở máy chủ thì đầu tiên chúng ta sẽ vào một control panel. Ở control panel này thì các bạn sẽ vào một Windows Defense Firewall, tức là chúng ta vào tường lửa và chúng ta tắt tường lửa đi. Đây, như mình đã tắt tường lửa đi và chúng ta OK. Sau khi tắt tường lửa xong thì chúng ta sẽ vào một SQL Server. Đây, chúng ta sẽ vào một SQL Server cái biểu tượng này. Thì sau khi vào đây thì chúng ta sẽ di chuyển đến một SQL Server Network. Ở đây chúng ta sẽ enable ở ba mục đầu tiên. Và ở đây chúng ta sau khi mà chúng ta enable xong thì chúng ta sẽ vào SQL Server 25 Server chúng ta reta lại SQL Server và SQL Server Browse. Rồi, thì sau khi chúng ta làm các bước như 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 trên thì chúng ta sẽ qua bên máy con và ở máy con chúng ta sẽ đăng nhập bằng tên của server của bên máy chủ vào bên máy con là chúng ta sẽ đăng nhập vào được. Chúng ta cũng có thể thay cái phần phía trước này bằng tên máy tính bằng cái số IP của máy chủ cũng được ha. Là phần đuôi này. Nếu trường hợp chúng ta kết nối không được thì chúng ta có thể thay đổi bằng cách chúng ta mở bọt SQL ra. Chúng ta mở bọt SQL thì chúng ta sẽ vào một SQL 205 này, chúng ta vào một TCP gạch IP. Chúng ta đến một IP này và chúng ta sẽ mở bọt ở đây. Chúng ta sẽ gõ cái số bọt chúng ta muốn, ví dụ như là 1433 hay 1444 gì đó. Sau đó chúng ta apply là và reta là SQL là được. Thì lúc này ở bên máy con chúng ta sẽ có thể đăng nhập được vào phần mềm bằng cách dùng bọt, ví dụ như 1433 gì gì đó. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kết nối máy chủ máy con giữa của phần mềm kế toán Smart Pro. Các bạn cần liên hệ thêm thì các bạn truy cập vào trang web phần mềm năng động .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.